Good morning all. Một buổi sáng tràn đầy sức khỏe nhé cả nhà. Tin nổi bật hôm nay xin được phép bắt đầu. Bayern Munich tiễn Barca rời cấp C1. Ở lượt trận cuối, Barca vẫn có quyền tự quyết. Tuy nhiên, đại diện La Liga lại tỏ ra yếu đuối trước sức mạnh của Bayern Munich. Nhà đương kim vô địch Bundesliga không cần tấn công quá dồn dập, nhưng vẫn chọc thủng lưới mắt André ter Stegen đến 3 lần. Luis xử lý bình tĩnh trong pha 1-1 với Gerard Piqué trước khi treo bóng cho đồng đội người Đức băng vào đánh đầu cẩn thận. Phút 43, chủ nhà có bàn thứ hai sau cú xuất xa không thể cản phá của tên. Tốc độ trận đấu trong hiệp 2 giảm đáng kể khi Bayern chủ động tổ chức vây bắt ở phần sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann chơi rình rập và có bàn thứ ba sau một pha lên bóng đơn giản ở phút 62. Alphonso Davies mở tốc để loại bỏ Araujo trước khi nhả bóng vừa tầm cho Yamal Musiala nơi đệm cẩn thận hạ ter Stegen. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, 3-0 nghiêng về Bayern. Barca hùng mạnh phải xuống chơi ở vòng knock-out Europa League. Bị Zenit cầm chân, Chelsea mất ngôi đầu bảng. Sau khi vùi dập Juventus tại Stamford Bridge, Chelsea hành quân đến Nga với mục tiêu giành 3 điểm trước Zenit để giữ ngôi đầu. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 do công của Timo Werner, nhưng lại bị chủ nhà dẫn ngược 2-1 khi hiệp 1 chưa khép lại. Romelu Lukaku trở lại và ghi dấu với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 62. Đây là pha lập công thứ 5 của anh cho Chelsea mùa này và là bàn đầu tiên của cựu sao Inter sau 10 trận tịch ngồi. Phút 85, số ít cổ động viên Chelsea tại sân Gazprom Arena được ăn mừng khi Werner ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 sau một pha xử lý mềm mại trong vùng cấm. Tưởng chừng đó sẽ là bàn thắng giúp Chelsea giữ ngôi nhất bảng nhưng không, Zenit đã chơi quyết tâm cho đến những giây cuối cùng. Phút 904, Magomedov do ép khiến huấn luyện viên Tuchel cùng các cầu thủ đội khách chết lặng với một cú vali đẹp mắt từ ngoài vùng cấm. Kepa Arrizabalaga đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua. 3-3 là tỷ số cuối cùng của trận đấu trên sân Gazprom. Greenwood lập siêu phẩm, MU vẫn bị cưa điểm. Trong ngày huấn luyện viên Rang đang đích xoay tua đội hình, các cầu thủ trẻ và dự bị của MU có trận hòa 1-1 trước Young Boys trên sân nhà để củng cố ngôi đầu bảng FA Champions League. Đội chủ nhà MU mặc áo đỏ, quần đen, trong khi các cầu thủ Young Boys ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp 1. Phút thứ 9, Greenwood ngã người bắt vali từ đường truyền chuẩn xác của Luke Shaw, bên cánh trái mở tỷ số cho MU. Siêu phẩm của Reader với cú dứt điểm kỹ thuật chân phải vào góc cao khiến thủ thành Henderson bay người trong vô vọng, quân bình tỷ số cho Young Boys. MU và Young Boys tạm hòa nhau 1-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, đội khách vẫn chiếm ưu thế, dồn ép hơn đội chủ nhà và tung nhiều cú sút nhưng rất tiếc là vẫn chưa có bàn nào được ghi. Chung cuộc đội hình B của MU đã hòa 1-1 trước Young Boys trên sân nhà Old Trafford trong ngày huấn luyện viên đang đích chủ động xoay tua và cho các trụ cột nghỉ ngơi để dưỡng sức cho lịch thi đấu dày đặc cuối năm. Kết quả này đồng nghĩa với việc MU kết thúc vòng đấu bảng Champions League với vị trí nhất bảng F cùng 11 điểm sau 6 trận. Trong khi đó, Young Boys xếp vị trí cuối bảng với 5 điểm và chính thức nói lời chia tay đấu trường châu Âu. Real Madrid chuẩn bị gia hạn hợp đồng với công thần. Luka Modric năm nay đã 36 tuổi, nhưng vẫn là trụ cột không thể thay thế của Real Madrid. Ở trận thắng 2-0 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League, cầu thủ người Croatia chơi trọn vẹn 90 phút. Tính đến thời điểm hiện tại, Luka Modric đã ra sân 17 trận cho cành trắng trên mọi đấu trường, gấp 5 đường kiến tạo, trong đó có 4 ở La Liga. Màn trình diễn của tiền vệ này giúp Real Madrid dẫn đầu cuộc đua vô địch La Liga và sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Hiện tại, hợp đồng của Luka Modric với Real Madrid còn thời hạn tới mùa hè 2022. Theo thông tin từ nhà báo, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Luka Modric tới năm 2023. Huấn luyện viên Man City bác bỏ thông tin sẽ dẫn dắt MU vào hè 2022. Huấn luyện viên Man City dõng dạc tuyên bố một thỏa thuận miệng với một câu lạc bộ tại Premier League hoàn toàn không đúng. Mục tiêu duy nhất của tôi là đưa tuyển Italia dự World Cup và hướng tới chiếc vô địch. Trước đó, có nhiều thông tin cho biết ban lãnh đạo Man United đang tính phương án mời Man City về dẫn dắt câu lạc bộ từ mùa giải 2022/23. Thời điểm huấn luyện viên Rangnick sẽ lui về đảm nhận vai trò cố vấn. Hiện tại, chiến lược gia người Đức chỉ tạm thời dẫn dắt MU đến hết mùa này. Tờ The Telegraph cách đây không lâu cho biết sự quan tâm của Man United có thể thuyết phục được Man City gia nhập câu lạc bộ ngay cả khi tuyển Italia vượt qua vòng playoff có vé đến Qatar vào mùa đông năm sau. Man City đã xây dựng lại tuyển Italia từ đống đổ nát trở lại mạnh mẽ để vô địch Euro 2020 một cách thuyết phục. Hiện tại, Man City vẫn còn hợp đồng với tuyển quốc gia Italia đến năm 2026. Ngoài chiến lược gia năm 17 tuổi, Quỷ đỏ còn để mắt tới Erik ten Hag của Ajax và Mauricio Pochettino của Paris Saint-Germain. Chelsea săn viên ngọc thô của Barca. Tờ El Nacional đưa tin, Chelsea đang chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị hợp đồng béo bở cho tài năng trẻ Gavi của Barcelona. Tiền vệ 17 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia mới được rung lên đội 1, nhưng vẫn chưa ký hợp đồng mới với Barca và The Blue hy vọng rằng cầu thủ này muốn có một thử thách mới tại Premier League. Hãy bắt nhận món quà bất ngờ trong buổi rèn quân. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Hogan để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn, đồng thời cố gắng tái tạo nguồn năng lực tích cực nhất cho toàn đội. Đây cũng là sân tập duy nhất dành cho đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình tại AFF.
Do còn 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia nên huấn luyện viên Park Hang-seo không vội vàng đẩy cao khối lượng vận động và cũng chưa đưa ra giáo án đèn giữa sâu hơn về chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục lồng ghép các trò chơi vui nhộn trong phần khởi động, vừa giúp các cầu thủ xả stress, vừa tạo ra nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan cho các học trò. Ông cũng trực tiếp tham gia chơi đá ma với các cầu thủ và thường bị học trò hầm khá lâu. Mặc dù đang đối diện với trận được dự báo nhiều khó khăn hơn so với trận ra quân, nhưng thầy trò Park Hang-seo vẫn thể hiện tinh thần tự tin và thoải mái. Singapore thắng nghẹt thở Philippines. Đội tuyển Singapore hừng hực khí thế khi được chơi trên sân nhà và vừa thắng tưng bừng ở trận ra quân. Đội chủ nhà Singapore dồn ép và khiến hàng phòng ngự đối phương đối mặt với sóng gió, với cơ hội tốt nhất là những cú sút xa. Dù vậy, Philippines kiên trì phòng ngự và dần đưa trận đấu về thế giằng co từ cuối hiệp 1. Trong hiệp 2, chỉ tóm gọn 3 phút từ 61 đến 63, Singapore ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Lần lượt Harry Harun và Yulquiana Insulai mình lập công cho đội chủ nhà trong những tình huống phòng ngự bóng bỏng đứt tệ của hàng thủ Philippines. Trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn khi Philippines nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số sau đó, chưa đầy 10 phút. Pha lập công của Aminata đi thắp lên hy vọng cho đội khách. Khoảng 20 phút cuối trận, Philippines dồn đội hình lên tấn công và tạo ra sức ép đáng kể, nhưng vẫn chưa có cơ hội ghi bàn nào. Chung cuộc, Singapore giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và đứng đầu bảng A. Đội bóng của đảo quốc sư tử toàn thắng sau 2 lượt trận. Chiến binh MMA nặng 112kg từng bất bại, nhưng giờ phải thất bại màn thư hùng giữa Kang Ji-won và Marcus Bacca. Almeida là một trong những trận đấu có kết quả gây sốc nhất tại sự kiện võ thuật tổng hợp quan Winter Warrior diễn ra cuối tuần qua tại Singapore. Marcus Bacca Almeida mang phong cách chiến đấu hoàn toàn trái ngược. Võ sĩ người Brazil cao 1m91, nặng 117kg và từng 13 lần vô địch thế giới ở bộ môn nhu thuật, xứng đáng là đối trọng đáng gờm của Kang Ji-won. Trận đấu bắt đầu, Almeida lập tức áp sát và quật ngã được Kang Ji-won xuống sàn. Võ sĩ người Brazil nhanh chóng dồn ra sau lưng, dùng hai chân khóa chặt hông đối thủ và tung đòn xiết cổ đầy nguy hiểm từ phía sau khiến Kang Ji-won nghẹt thở và phải đầu hàng, kết thúc trận đấu chỉ sau 2 phút 20 giây. Thất bại chóng vánh này không chỉ khiến Kang Ji-won mất đi chuỗi trận toàn thắng ấn tượng, mà còn khiến võ sĩ Hàn Quốc lỡ cơ hội bước vào trận tranh đa vô địch thế giới hạng cân heavyweight. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé!